Xin chào anh chị đã quay lại với kênh Thức Bất Động Sản Miền Tây. Thì hôm nay em đang có mặt tại là xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, giới thiệu cho anh chị một cái ngôi nhà một trệt một lầu rất là rộng luôn, xây trên diện tích đất là ngang 5 và 25 nha. Ngôi nhà chúng ta là quay về hướng Tây Bắc nha anh chị. Và trước khi vào xem cái ngôi nhà này thì chúng ta sẽ xem vị trí thực tế nó như thế nào nha. Nhà thì rộng ha, 3 phòng ngủ nè, ở tận là 6 người luôn, rất là đầy đủ những cái tiện nghi cơ bản khi mà chúng ta ở nè. Thì điều đầu tiên thì hiện tại thời điểm mà là gọi là 5.0 rồi anh chị, đương nhiên phải ô tô. Ok, đó đây là đường trước nhà chúng ta là đường nhựa 5 mét nè, vỉa hè riêng luôn nha anh chị. Ở đây là 5 ngôi nhà luôn, đã có chủ hết rồi. Nhưng cái ngôi nhà này thì chủ ở nhưng mà vì lý do cá nhân đi nước ngoài nên là bán lại nha anh chị. Đó thì điều đầu tiên thì cái ngôi nhà chúng ta là cách cái con đường nhựa SD ha, ở ngoài phải là 200 mét thôi nha anh chị. À, cách quốc lộ 50 khoảng là 500 mét tới 1 km thôi nha. À, vị trí thuận tiện này chúng ta đi vào trung tâm thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đâu đó khoảng là 10 phút lái xe về chợ gạo Gò Công cũng rất là thuận tiện nha. Đó thì ngôi nhà trước mặt quý anh chị nha. Thì trang bị đầy đủ luôn. Thì có hai cái phần chính là cái cửa lớn nè, chúng ta đi ô tô. Cái cửa nhỏ chúng ta đi xe máy nha anh chị. Rồi chúng ta sẽ đi vào. À, bên trong cái này phần sân nè, thì ở trên gia chủ có là một cái tiền chế mái kéo rồi nha, bảo vệ song sắt sẵn luôn, nếu mà chúng ta sở hữu sử dụng thì đảm bảo cái sự an toàn. Thì cái phần sân này rất là rộng nè, đậu một chiếc 7 chỗ là vô tư luôn nha anh chị. Nó tường hai bên ốp gạch nè nha. Ở đây thì cửa kéo nè, có cái kéo tới kéo lui đó, em kéo thử quý anh chị xem, còn rất là mới, hoạt động rất là trơn tru. Thì cái phần sân này đậu xe máy là em nghĩ là 6-7 chiếc là bình thường, đãi đám tiệc là khoảng là 4-5 bàn là vô tư, khi mà chúng ta đãi đám tiệc cũng rất là thuận tiện nha. Đó, ở một đại gia đình mà. Thì đây đầu tiên thì bảo vệ cái phòng khách là bốn cánh cửa nhôm sinh pha tường ốp gạch nguyên chỉ không, tặng chúng ta là khá nhiều nội thất nha anh chị, giường, tủ quần áo, bàn trang điểm ha, máy lạnh luôn. Rồi thì không gian phòng khách thì rất là rộng nha. Đó thì bên đây thì em thấy chúng ta để salon, sofa, uống nước trà ha, ăn uống tiếp khách. Ở đây là có ốp hết nha anh chị. Đó, nhựa giả gỗ này, màu nhấn nhá rất là đẹp luôn, đèn chi là có một cái máy lạnh tặng chúng ta luôn nha. Ở trên là trần thạch cao nè, đèn led có sẵn ha. Đó thì cái phòng khách này chúng ta tận dụng tối đa luôn, rất là rộng, em thấy cái khoảng là 30-40 m² là bình thường nha anh chị. Bên đây là có là cái kệ tivi nè, đó rất nhiều hộc tủ nha, chúng ta để một cái tivi ở đây. À, đây là có kệ nữa nè, chúng ta để ví dụ chai rượu, Lego, để ví dụ chìa khóa, nón bảo hiểm ha, tủ đó, rất là nhiều luôn. Ở đây chúng ta là một cái bức tranh ha, bông hoa nè, và cái tầng trệt này gồm có phòng khách nè, sân nè, bếp nè, một phòng ngủ nè, cái phần là sân sau của ngôi nhà nha. Thì tận dụng dưới chân cầu thang ở đây chúng ta có là một cái nhà vệ sinh chung nha anh chị, lavabo, bồn cầu, vòi sen có đủ ha, tường thì ốp gạch cao đến tầng nhà, có máy nước nóng lạnh nè, điện nha anh chị, đó có sẵn luôn. Khu vực gian bếp nè, chữ L nè, đá hoa cương đen nè, tủ bếp trên màu xanh cũng rất là hợp với cái màu của nhà nha. Tủ bếp dưới ha, chúng ta để nồi xôi chảo ở trên, ta lại chén bát ly đũa gia vị đó. Thì ở đây thì chúng ta để một cái điện ở đây ha, ở đây là máy hút mùi có sẵn nè, để đây. Tường thì ốp kiến nha chị, nó ổ điện khá là nhiều, để nồi cơm điện, lò vi ba vi sóng ha, nồi chiên không dầu. Đây là lavabo thì inox 304 nha, đèn led thì có trải dài khắp các cái tủ bếp nha anh chị. Rồi thì một ưu điểm đó là một phòng ngủ ở dưới cái tầng trệt dành cho ba mẹ chúng ta nè ha, con cái ha, đi lại mà thuận tiện, tránh té ngã nha anh chị. Đó, đây thì giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, có cái hộc tủ ha, đó trơn tru rất là chắc chắn nha anh chị. Đó thì máy lạnh có sẵn luôn tặng chúng ta mà, toàn bộ ngôi nhà chúng ta là cửa là nhôm sinh pha kính cường lực nha anh chị. Đó thì cái phần sau của ngôi nhà đây nè, lấy cái nước ra nước vô này, nghĩ chúng ta để một cái máy giặt ở đây anh chị, nó thích hợp. Rồi không sang phía sau nhà thì ở trên nó tiện chế nè ha, tường em thấy là ốp gạch hết này anh chị, thấy không, rất là cứng cáp luôn. Ở chúng ta ví dụ rửa chén, chén bát nhiều chúng ta rửa chén ở đây, ta phơi đồ khu vực gian này cũng được ha. Nhưng nếu như chúng ta
trong cái cảnh hay gì, nuôi một hai con cá kiển ở đây khu vực này cũng rất là ok nha anh chị. Nhà chúng ta là ngang năm dài tận 25 nha anh chị, và ngôi nhà này giá là chủ đang kêu bán là 2 tỷ 200 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nha. Nhà chúng ta là quay về hướng Tây Bắc nha anh chị, à, rất phù hợp cho anh chị nào có mệnh là Tây tứ trạch nha anh chị. À, rồi thì chúng ta sẽ tham quan lên cái lầu 1 nha anh chị. Đây, tay cầm bằng gỗ inox 304, lót gạch, lót cầu thang là đá hoa cương đen trắng, à, rất là nhìn là sang trọng nha anh chị. À, thì ở trên lầu 1 gồm là có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh riêng trong phòng nha anh chị ơi. À, với cái diện tích ngang 5 và 25, nếu mà anh chị đi xem quý anh chị sẽ cảm thấy là ngôi nhà nó rất là rộng luôn. Anh chị thử đi xem đi. Rồi thì ở đây là có một cái không gian nghỉ nè, cái phòng chờ đi đó, chúng ta để salon sofa giống đây đó. Chúng ta con em chúng ta sinh hoạt một không gian riêng tư nhỏ cũng được nha. Ví dụ như chúng ta dưới có khách thì con em chúng ta không thích thì chúng ta sẽ bố trí cho con em chơi khu vực này. Rồi lên mấy tay trái trước đi, ở đây là phòng ngủ nè, đầy đủ ha, giường, tủ quần áo, bàn trang điểm. Phòng em nói chắc có 30 m² nha anh chị. Đây nè, giường đóng hết nha, tủ đóng hết luôn, đầy đủ luôn. Và mỗi cái phòng ở trên đây thì đều có một cái nhà vệ sinh riêng nha, lavabo, bồn cầu, vòi sen, máy điện, nóng lạnh nha, để bắt đèn lên, nước nóng lạnh nè, đó, có sẵn luôn. Mỗi phòng đều có một cái máy lạnh hết nha chị. Đó, đây thì cái phòng này thì có liên thông tới phía sau là có một cái ban công nè, à, phơi đồ khu vực này cũng được nha. Đây sắt rất là chắc chắn ha, kiềm chế rồi ha. Phía sau đây có một cái con đường nữa nè, thì xung quanh đất chúng ta là không có mã mòn nha anh chị, rất tuyệt vời nếu mà chúng ta sử dụng nè, ở nè, nó chúng ta sẽ an toàn, thông thoáng, rộng nè. Nếu như mà chúng ta trong cái tầm tài chính á, mà ở trong đô thị nội ô á, mà cái giá 2 tỷ 2 mà chút quý chị thì tìm một cái ngôi nhà một trệt một lầu mà rộng như thế này là không có nha, đường đi như thế này nữa cũng rất là hiếm nha anh chị, trừ khi là căn nhà cũ quá thôi. Thì đây là cái phòng như master luôn nha anh chị, rất là rộng nè. Nhà vệ sinh thì mình không nói đi, nhà vệ sinh nào cũng giống vậy đi, ở phòng này em nói chắc 40 m² nha anh chị, rất là rộng luôn. Đây tủ nè, kệ tivi, là kệ tivi đây đó, để tivi dục. Giường nè, để cái giường này giường 2 m mà bên đây còn rộng có 2 m, bên đây còn có đóng luôn nha anh chị đó. Tủ quần áo, máy lạnh có sẵn đây, còn là những cái nội thất đóng hết nha anh chị, giờ chủ ở mà cần bán lại nha. Đây làm gỗ, à, dạ nhựa da gỗ này, ổ điện có sẵn đầy đủ luôn. Và cái phòng này thì nó có liên thông tới là một cái nhìn cái ban công phía trước này, chúng ta nhìn ra ở vị trí này chúng ta nhìn ra cái đường SD được nha anh chị. À, chúng ta nhìn nó cũng rất là gần luôn, chúng ta quý anh chị mà ở nó không xa đường lớn đâu. À, đây 5 căn nhà, bên kia mé tay phải đây cũng là 4 5 căn, 6 7 căn luôn. Đây ra ngoài là trong bán kính 150 m, dân cư đầy đủ nè, đó, nhà luôn. Rồi thì em xin tóm gọn ha. Nhà chúng ta là tại là xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, một trệt một lầu, à, xây trên diện tích đất ngang 5 và 25. Nhà chúng ta là quay về hướng Tây Bắc nha anh chị, thổ cư chủ quyền nhà đầy đủ nha, gia chủ đang kêu bán là 2 tỷ 200 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nha anh chị. Và quý anh chị nào có quan tâm đến cái ngôi nhà này vui lòng liên hệ em Thức Bất Động Sản miền Tây, thì chúng ta sẽ cùng đi xem nhà, gặp trực tiếp chủ để thương lượng về giá cả nha anh chị. Và cuối cùng ha, xin hẹn gặp lại những video tiếp theo của Thức Bất Động Sản miền Tây nhé, xin kính chào. Xem thêm nhiều tại website nhà đất đẹp tiền giang.com.